Ok, chúc Good Chill gửi lời chào đến các bác và toàn thể anh em đam mê về sự nghiệp. Chúc các bác và anh em một ngày mới thật vui vẻ, mạnh khỏe, xem video của chúc càng ngày càng vui vẻ. Và đam mê sống mống của mình thì càng ngày càng theo đuổi các bác. Ngày hôm nay sẽ dành chút thời gian quay video giới thiệu các bác khẩu Condo Talon, chúc đang bán với giá là 7 triệu coi nhé. 7 triệu là bao gồm phí ship cho đây các bác các bác nhé. Các bác ưa thích cái củi này, điện đã shop 2 số, số đã là 0964 404 933, số là 0859 151 192. 2 số tính tên chính chủ, shop quân trực nghe máy để tư vấn cho các bác. Các bác và anh em mà ngại gọi điện thoại cho shop thì các bạn đã shop Zalo 2 số này để gửi hình ảnh video cho các bác. Cây củi các bác tham khảo, đây là vừa mới túi tiền của các bác thì các bác alo cho shop các bác nhé. Các bác ưa thích cái củi này, shop tặng cho các bác một hộp đạn có 200 viên đến 300 viên các bác nhé. Trước khi giới thiệu cấu hình sản phẩm thì shop giới thiệu các bác là phương thức gửi đồ bên shop. Shop qua phương thức gửi đồ, một là ship CD, hai gửi xe. Ship CD là shop sẽ bao phí cho các bác. Cây củi là shop sẽ chia làm 2 hay làm 3. Các bác nhận được đơn nào kiểm tra hàng lên đấy và thanh toán các bác nhé. Mới phải thanh toán. Còn gửi xe này shop gửi các bác nguyên cây, lắp ráp căn chỉnh test ok và đóng nguyên cây gửi cho các bác. Gửi xe thì các bác kiểm tra qua chứ không được đồng kiểm, vì trên xe rất chi là đông người. Các bác giữ an toàn cho các bác, cho nhà xe và cho shop các bác nhé. Vì đồ rất chi tế nhị các bác nhé. Gửi xe thì các bác phụ thêm phí cho shop là 300, 400 hay 500 các bác nhé. Tùy từng tỉnh thành vì cứ gửi xe rất chi là đắt các bác nhé. Sau đây em giới thiệu cho các bác cấu hình của cây Condo Talon này các bác nhé. Giảm thanh là giảm thanh bút leo các bác nhé. Kính là kính TAG các bác nhé. Thông số là 4-16 nhân 14 các bác nhé. Cành là cành TK Hồng Kông, có thể dùng được ba là đạn chì lấm, sờ lung và xuyên phá các bác nhé. Ruột là ruột đồng, tay kéo là inox các bác nhé. Tay kéo thì các bác không giờ sợ gậy các bác nhé. Van là van Superwell các bác nhé. Bình là bình nhôm, đít tròn, sơn phủ đúc trong nước ngoài 0.42 các bác nhé. Về cái bình này các bác có thể bơm được 230 cân đến 250 cân các bác nhé. Bắn được 70 hay 80 phát mới phải bơm hơi các bác nhé. Tay cầm nhựa hai mảnh các bác nhé. Cò là có 3 mảnh có vòng ma các bác nhé. Cây củi này shop đảm bảo cho các bác là 70m là lỗ lắp xe 2, 80 đến 90m nhặt cò các bác nhé. Ai đang xem video của shop, yêu quý shop thì cho shop xin một like và nút đăng ký để theo dõi kênh của shop. Mỗi ngày shop tải video lên, các bác được xem video, được tham khảo cây nào vừa với túi tiền các bác thì các bác alo cho shop các bác nhé. Em cảm ơn các bác và anh em đã dành chút thời gian để xem video của shop. Hẹn các bác và anh em vào những video sau. Em chào các bác và anh em.